Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình chủ nhật ngày 4 tháng 2. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách và hộ nghèo huyện Văn Giang và huyện Ân Thi. Sôi động thị trường bưởi, cam, quất cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Gà Đông Tảo, đặc sản Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018, và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã về dâng hoa tại đài tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Cùng dự lễ dâng hoa có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1915, quê ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, mất năm 1998. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả cuộc đời hoạt động cách mạng và trên nhiều cương vị công tác khác nhau, đồng chí luôn thể hiện ý chí sắt son, kiên định vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu nước mạnh. Từ kinh nghiệm thực tiễn, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là người khởi xướng công cuộc đổi mới của đất nước, tạo nền móng đưa đến những thắng lợi về sau này trong công cuộc hội nhập, mở cửa phát triển đất nước. Những suy nghĩ đi trước thời đại của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh về những việc cần làm ngay, nói đi đôi với làm trong cán bộ đảng viên, về công tác chỉnh đốn đảng vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay và mãi mãi về sau. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên vô cùng vinh dự và tự hào bày tỏ lòng biết ơn vô hạn về những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước và tỉnh Hưng Yên. Nhớ lời căn dặn của Tổng Bí thư về xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu mạnh, trở thành tỉnh khá cho cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh nguyện đoàn kết chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến dâng hương tại nhà lưu niệm Bác, dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Chiều nay, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã về thăm và tặng quà Tết cho một số đảng viên cao tuổi và hộ nghèo, nạn nhân da cam trên địa bàn huyện Văn Giang. Cùng đi có Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo huyện Văn Giang. Tại chương trình trao quà Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam do huyện Văn Giang tổ chức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện đã trao 150 suất quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến gia đình các nạn nhân da cam, hộ nghèo trong huyện. Đồng chí nhấn mạnh, việc làm này thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, như là một lời tri ân tới các gia đình và nạn nhân bị di chứng do chiến tranh gây ra. Mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, có ý chí vươn lên, vượt qua khó khăn, cùng xây dựng kinh tế gia đình, quê hương giàu mạnh. Đồng chí yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong huyện Văn Giang thường xuyên quan tâm đẩy mạnh việc chăm lo tới gia đình các nạn nhân da cam, hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Cũng tại huyện Văn Giang, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn đã đến thăm tặng quà Tết cho cụ Võ Văn Câu ở xã Nghĩa Trụ, 89 tuổi, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Cụ Cao Quang Vân ở xã Long Hưng, 87 tuổi, huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Và thăm tặng quà cụ Đào Thị Hạnh ở xã Tân Tiến, 87 tuổi, là hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã về huyện Ân Thi thăm và tặng quà các đồng chí lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa, mẹ liệt sĩ và người nghèo. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới thăm tặng quà hai lão thành cách mạng là cụ Nguyễn Văn Diễn, 102 tuổi, tại thôn Đào Xá, xã Đào Dương,
cụ Đỗ Văn Bình, 96 tuổi, ở thôn La Tràng, xã Cẩm Ninh, thăm tặng quà 3 cán bộ tiền khởi nghĩa là cụ Nguyễn Thị Bích, 98 tuổi, tại thôn Nhân Đồng, xã Tân Phúc, cụ Đặng Đình Niệm, 92 tuổi, thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc và cụ Nguyễn Đoàn Tụ, 88 tuổi, thôn Bối Khê, xã Bãi Sậy. Thăm tặng quà cụ Hoàng Thị Thông, 101 tuổi, tại thôn Phúc Tá, xã Cẩm Ninh, là mẹ liệt sĩ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã ân cần thăm hỏi động viên và bày tỏ lòng biết ơn đối với những cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, gia đình chính sách đã có công đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của quê hương, đất nước. Đồng chí chúc các cụ sang năm mới mạnh khỏe, tiếp tục bảo ban con cháu thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thôn Trà Phương, xã Hồng Vân thăm tặng quà và chúc thọ cụ Nguyễn Thị Vân, 90 tuổi, thăm và tặng quà gia đình ông An Quốc Sùng, là hộ nghèo tại địa phương. Sáng nay, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã về thăm và tặng quà trường phục hồi chức năng huyện Tiên Lữ. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tặng quà và chúc Tết trường phục hồi chức năng huyện Tiên Lữ, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên thầy và trò nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác giảng dạy và học tập. Lưu ý các cán bộ giáo viên của nhà trường không chỉ làm tốt nhiệm vụ là giảng dạy mà còn phải là những người cha, người mẹ chăm lo tốt cho học sinh hơn nữa về vật chất tinh thần để phần nào bù đắp những thiệt thòi cho các em, đặc biệt là những em bị khuyết tật nặng. Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh vừa tổ chức thăm và tặng quà cho những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn. Cùng dự và tặng quà có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đoàn đã đi thăm và tặng quà cho 10 bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng. Đồng chí Phạm Thị Tuyến và các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi động viên chia sẻ những khó khăn của bệnh nhân và gia đình trong quá trình điều trị bệnh cũng như trong cuộc sống. Đồng thời, căn dặn người bệnh cần tiếp tục thực hiện tốt việc tuân thủ điều trị, chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV cho bản thân và cộng đồng. Được thành lập từ ngày 30 tháng 4 năm 2015, đến nay Hội Thiện Nguyện Hưng Yên đã có hơn 30 hội viên và hàng trăm cộng tác viên thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa với cộng đồng. Năm 2017, Hội Thiện Nguyện Hưng Yên đã kêu gọi ủng hộ được gần 450 triệu đồng và nhiều phần quà, trong đó hội đã hỗ trợ cho 10 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 200 triệu đồng, thực hiện chương trình áo ấm vùng cao, ủng hộ trường tiểu học Cốc Ly, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, số tiền gần 150 triệu đồng, xây dựng một nhà tình nghĩa và tặng sổ tiết kiệm trị giá trên 70 triệu đồng cho gia đình cụ Nguyễn Thị Vẹt ở xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Hội Thiện Nguyện Hưng Yên đã tổ chức đi thăm và tặng quà cho 13 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền gần 56 triệu đồng. Mặc dù tuổi đã cao, song ông Hoàng Đức Hinh cùng vợ ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ vẫn hết lòng giúp đỡ các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, sau 20 năm rời quân ngũ trở về địa phương, dù đã trên 80 tuổi, ông Hoàng Đức Hinh vẫn luôn đau đáu suy nghĩ làm việc gì đó giúp đỡ cho các gia đình chính sách hộ nghèo với bớt khó khăn. Với tấm lòng nhân ái lá lành đùm lá rách chỉ với 3 triệu đồng tiền lương một tháng, song đã nhiều năm trở lại đây, hai vợ chồng ông Hinh vẫn tiết kiệm tiền để giúp đỡ các gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Dị Chế và thị trấn Vương. Năm 2004, ông bà đã hỗ trợ xây một căn nhà tặng hộ nghèo tại địa phương. Ngoài ra, mỗi năm đều dành dụm số tiền tiết kiệm được để tổ chức tặng quà cho các gia đình nghèo vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Riêng dịp Tết Nguyên đán 2018 này, hai ông bà đã tổ chức tặng gần 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Noi gương bố mẹ, các con của ông bà cũng tích cực tham gia giúp đỡ, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm vừa phối hợp với Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ công chức Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Tại hội thảo, các đại biểu đã thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của trách nhiệm thực thi công vụ, đưa ra những đánh giá phân tích khách quan về thực trạng chất lượng công vụ của đội ngũ cán bộ công chức Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm. Từ đó, bước đầu đề xuất ý tưởng về giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức trên địa bàn huyện, góp phần đưa chủ trương cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Tết Nguyên đán đang đến gần, cùng với các mặt hàng Tết thì thị trường cây cảnh ở huyện Văn Giang đã bắt đầu sôi động. Thời điểm này, trên các cánh đồng trồng bưởi, cam, quất cảnh ở các xã Liên Nghĩa, Phụng Công, Mễ Sở của huyện Văn Giang, ngoài những thương lái đến tìm mua thì mỗi ngày còn có hàng chục đoàn khách từ khắp nơi đến tham quan chiêm ngưỡng. Còn tại trung tâm thị trấn Văn Giang, các loại cây cảnh với đa dạng mẫu mã chủng loại cũng đã được các nhà vườn bày bán. Được biết, giá bán năm nay cũng cao hơn khoảng 20% so với năm ngoái, trung bình ở mức từ 400 đến 500 nghìn đồng một cây quất dáng tháp và từ 500 đến 700 nghìn đồng một cây quất thế. Với cam, quýt, bưởi cảnh đã lên chậu, loại nhỏ có giá trung bình khoảng 2 đến 4 triệu đồng một cây. Cây to, thế đẹp có giá lên tới từ 10 đến 50 triệu đồng một cây. Lượng cây bưởi, cam, quất cảnh ở đây chủ yếu được bán cho thương lái vận chuyển đi tiêu thụ ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, để kịp thời phục vụ thị trường, hiện tại các hộ chế biến mứt táo trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Hiện tại, toàn thành phố Hưng Yên có tổng số gần 50 hộ sản xuất mứt táo sấy, tập trung nhiều tại xã Phương Triều và xã Hồng Nam. Sản phẩm sau khi chế biến được tiêu thụ đi thị trường trong tỉnh và các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng. Chế biến mứt táo sấy phải qua rất nhiều công đoạn như đục hạt, ngâm nước vôi trong, nấu táo với đường vài lần rồi mới cho vào lò sấy. Các hộ làm nghề cho biết, trung bình một vụ, mỗi hộ xuất bán ra thị trường từ 4 đến 5 tấn sản phẩm, bán với giá gần 40.000 đồng một kg, trừ chi phí cho thu lãi từ 100 đến 300 triệu đồng, tùy số lượng sản xuất của mỗi hộ gia đình. Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày này, khi mà Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang cận kề, số lượng người tìm về xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu để tìm mua giống cà Đông Tảo nhộn nhịp hơn lúc nào hết. Xưa kia giống cà này chỉ dành để cúng tiến vua chúa, bởi gà có đôi chân khủng, nuôi càng lâu thịt càng ngon. Những năm gần đây, mặc dù giống cà này đã được nhân rộng tại nhiều địa phương, nhưng giống cà Đông Tảo được nuôi tại xã Đông Tảo vẫn luôn hút khách bởi sự hấp dẫn riêng có của vùng quê này. Ở xã Đông Tảo, hầu như nhà nào cũng nuôi giống gà này. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 20 hộ nuôi gà Đông Tảo thuần chủng. Theo những hộ nuôi gà ở đây cho biết, gà Đông Tảo có hai dòng là gà thuần chủng F1 và F2. Gà Đông Tảo thuần chủng có chất lượng thịt rất ngon, đặc biệt là đôi chân cách xù, chế biến được nhiều món ăn hấp dẫn. Chân gà ăn giòn sần sật, không có mỡ và không bị ngấy. Hấp dẫn nhất là các món chân gà bóp thính, chân gà hấp nấm, chân gà hầm thuốc bắc. Vì thế mà nhiều gia đình đã tìm mua bằng được con gà Đông Tảo như ý để đưa vào thực đơn trong những ngày Tết. Bà con chăn nuôi của xã Đông Tảo chúng tôi thì vẫn giữ được một cái lớp chăn nuôi mang tính chất là truyền thống và tập tục của địa phương, nuôi thả với một cái môi trường tự nhiên, tức là có nắng, có gió và có cây xanh để che bóng mát. Sau khi sản phẩm gà Đông Tảo của địa phương được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp cái nhãn hiệu, chứng nhận cái nhãn hiệu tập thể, thì đây là một cái niềm vinh dự của bà con chăn nuôi của xã cũng như của lãnh đạo của địa phương. Thì chúng tôi cũng đã luôn có một cái những cái phương pháp, có những cái cách làm để làm sao đó để tăng cái trọng lượng của con gà lên, cũng như là cái hình dáng, cái chất lượng nó được đảm bảo hơn để đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng. Trước kia thì độ 5-7 năm về trước thì quả thực là những con gà mà đạt khoảng trên 5 cân thì nó rất là ít. Thế nhưng bây giờ gà khoảng 5 cân, 5 cân rưỡi, thậm chí 6 cân thì tương đối nhiều. Các khách hàng về với địa phương tham quan rồi là mua gà này để thưởng thức, để đi biếu, đi tặng cũng đã có những cái phản hồi rất là tích cực đối với sản phẩm gà tại địa phương. Tuy nhiên, vì gà thuần chủng không có nhiều cùng với việc nhân giống công phu nên giá cao là điều dễ hiểu. Giá gà thuần chủng F1 một tháng tuổi nếu mua chọn khoảng 350 đến 500 nghìn đồng một con. Nếu mua sô không chọn khoảng 300 nghìn đồng một con. Gà thuần chủng F2 có giá từ 100 đến 300 nghìn đồng một con. Gà thương phẩm giá dao động từ 300 đến 500 nghìn đồng một kg. Đối với loại gà chân khủng dùng để làm quà biếu cũng được chia ra làm hai loại.
Những con từ dưới 4 kg có giá từ 2 đến 5 triệu đồng một con. Những con có trọng lượng từ trên 4 kg đến khoảng 6 kg một con có giá từ 6 đến 10 triệu đồng và có thể cao hơn tùy dáng gà, độ khủng của chân. Những người nuôi gà có tiếng nhất hiện nay của Đông Tảo có thể kể đến như anh Thắng, anh Quyết, anh Hân. Gà của các gia đình trên đều có đôi chân khủng sáng đẹp, có những con khủng để chơi hoặc làm giống, có giá tới vài chục triệu đồng. Không chỉ là đặc sản đem lại giá trị kinh tế cao, mấy năm gần đây gà Đông Tảo còn là thú chơi của nhiều người dân. Theo những người chơi gà Đông Tảo, những ai mua được con gà Đông Tảo hội tụ các yếu tố màu, dáng, lông và đôi chân khủng được xem là con gà may mắn, chúng sẽ mang đến tài lộc phú quý cho gia chủ. Thưa quý vị và các bạn, đặc điểm nổi bật của con gà Đông Tảo đó chính là đôi chân và có lẽ đây là một trong những bộ phận quý giá nhất của con gà Đông Tảo. Bộ con gà Đông Tảo được xem là đẹp phải có đôi chân to, vẩy thịt, xếp hình vẩy rồng. Tiếp đến là màu xít đỏ đẹp cùng với bộ lông óng mượt và đạt trọng lượng từ 4 tới 6 kg. Đó là những đặc điểm nổi bật để lựa chọn một con gà Đông Tảo thuần chủng. Và thường thường với những con gà như vậy thì sẽ có giá trên dưới 10 triệu đồng. Để lưu giữ và bảo tồn nguồn gen giống gà Đông Tảo, được sự giúp đỡ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, từ năm 2015 đến nay, năm nào cũng vậy, cứ vào dịp trước Tết Nguyên đán, Hội chăn nuôi gà Đông Tảo đã tổ chức hội thi gà Đông Tảo. Ngoài đánh giá việc bảo tồn nguồn gen, hội thi còn là dịp để người dân xã Đông Tảo quảng bá giới thiệu với bạn bè gần xa về giống gà Tiến Vua, một đặc sản nổi tiếng của Hưng Yên. Mặc dù là một xã nông thôn mới, có tốc độ công nghiệp hóa nhanh, nhưng thời gian qua xã Đình Dù huyện Văn Lâm vẫn chú trọng gìn giữ những diện tích ao hồ, vừa tạo cảnh quan sạch đẹp cho khu dân cư, vừa góp phần điều hòa không khí, bảo vệ môi trường. Xã Đình Dù hiện còn giữ được 16 hectare ao hồ, tập trung nhiều tại thôn Đình Dù, Thị Trung, Ngải Dương. Đây được coi là những lá phổi góp phần điều hòa không khí, tạo cảnh quan khu dân cư xanh sạch, nhất là với những địa phương với mật độ dân số lớn, tốc độ công nghiệp hóa cao như Đình Dù. Không chỉ vậy, những ao hồ này còn có lượng chứa nước lớn khi thời tiết mưa lớn cực đoan, góp phần tiêu úng và cung cấp nước tưới khi gặp hạn hán. Xác định tầm quan trọng của ao hồ trong bảo vệ môi trường, xã Đình Dù đã yêu cầu các hộ thuê thầu để chăn nuôi thủy sản phải cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm, phá hủy hệ sinh thái. Mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, song xã Minh Phượng huyện Tiên Lữ đã làm rất tốt công tác xã hội hóa, nhân dân đồng lòng ủng hộ hàng tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa tại hai thôn Mai Xá và Điểm Tây. Trước đó, hai thôn Mai Xá và Điểm Tây đã tổ chức các cuộc họp dân để thống nhất. Những người dân có uy tín, có khả năng tuyên truyền vận động được cử làm kênh thông tin để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Cùng đó, chính quyền thôn đã viết thư ngỏ gửi tới con em ở xa quê để vận động. Với sự quyết tâm đó, ngoài một phần ngân sách của xã và tổ chức tầm nhìn tài trợ, nhà văn hóa thôn Điểm Tây và thôn Mai Xá đã được xây dựng với tổng số tiền xã hội hóa lên tới hơn 1 tỷ đồng. Tất cả đều trên tinh thần tự nguyện chứ không phải là phân bổ đóng góp. Nhằm giúp trẻ em ở bậc học mầm non hiểu rõ hơn về nét đẹp truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc, nhiều trường trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã tổ chức hội chợ xuân cho trẻ em trải nghiệm. Điển hình như trường mầm non Mai Hương Yên thuộc Tổng công ty Mai Hương Yên, các cô giáo đã tự thiết kế trang trí hai gian hàng chợ quê ngày Tết, chủ yếu là hàng nông sản của bà con nông dân như hoa, cải bắp, bí xanh và gian hàng trưng bày các trò chơi dân gian như trò chơi ô ăn quan, chơi bắn bi, chơi cù, chơi đánh chuyền. Thông qua các gian hàng, giáo viên đã giảng dạy và cho trẻ được trải nghiệm thực tế, giúp các em hiểu rõ hơn về nét đẹp của các phiên chợ quê ngày Tết. Đồng thời, hướng dẫn các em chơi các trò chơi dân gian, giúp cho trẻ phát huy khả năng tư duy, sự nhanh nhẹn, khéo léo hơn. Nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 2 tháng 2, huyện Ân Thi đã kiểm tra vũ khí vật liệu nổ trên địa bàn huyện. Đoàn đã tập trung kiểm tra vào các điểm thu mua phế liệu trên địa bàn về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cam kết bảo vệ môi trường, hồ sơ và biên bản kiểm tra an toàn, phòng cháy chữa cháy, các hợp đồng đầu vào và hóa đơn chứng từ liên quan tới hàng hóa xuất nhập.
thông qua việc kiểm tra nhằm phát hiện xử lý các cơ sở mua bán trái phép các loại phế liệu, phế phẩm, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không đảm bảo an ninh trật tự, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người dân, đồng thời tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức không đào bới, tìm kiếm, mua bán trái phép, không cưa và tự động giao nộp các loại phế liệu, phế phẩm, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.